Bao lâu rồi anh em chưa bảo dưỡng cây phục trước? Cách bảo dưỡng phục trước Suzuki GSX S150 đúng kỹ thuật ra sao? Nhớt phục châm bao nhiêu là đủ? Review lại cây phục cần những dụng cụ gì? Cấu tạo cây phục Showa của Suzuki GSX S150 gồm có những gì? Vâng, vlog hôm nay siêu dài, siêu kỹ thuật và chia sẻ siêu mạnh gửi đến anh em có cùng niềm đam mê. Anh em chú ý xem kỹ từng phần vì nếu anh em tua nhanh có thể sẽ bỏ sót những mục lưu ý cực kỳ quan trọng. Chúc anh em xem video vui vẻ. Thấy hữu ích hãy ủng hộ Live Spy nha. Xin chào. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Live Spy Moto Vlog. Bảo trì bảo dưỡng Suzuki GSX S150. Thì mình xin chia sẻ với anh em cái quá trình mình bảo dưỡng cái cây phục trước. Mình sẽ cố gắng quay chất lượng cao, chia sẻ tường tận những cái gì mình biết được cũng như là những cái thông số kỹ thuật. Ngày hôm nay, nhân dịp này, mình sẽ tháo nguyên cái cây phục trước còn nguyên zin để mình bảo dưỡng và mình đo đạc. Thì anh em chú ý theo dõi nha. Trong quá trình nếu như anh em thấy có gì không đúng hoặc là thắc mắc, anh em vui lòng để lại cái comment. Và một cái câu cửa miệng, mình không phải thợ thầy nha, không phải kỹ sư gì hết, chỉ là người đam mê thôi. Rồi, ok, let's go. Này, mình có cái con đội xếp nè, mình sẽ đội nó lên để khi mà anh em phải tháo bánh ra đó thì anh em mới rút được cái cây phục ra. Ngoài ra có cái cách là bảo dưỡng mà không cần phải tháo nguyên cái bánh luôn. Tuy nhiên cái cách làm đó thì khả năng là nó gây bị lệch, bị siêu vẹo cái phần cốt với là phần cái chỗ lỗ ngay chỗ ống tiền ngoài á. Thì thôi, mình sẽ tháo toàn bộ. Rồi, nói nhanh về cái cách tháo. Đây là cái cây phục nè. Vị trí tháo thì ở trên này nó có một cái con lục giác, thì anh em sẽ sử dụng cái lục giác số 6 anh em mở. Rồi dưới đây, chẳng ba dưới nó có hai con bù lông thì mình sẽ sử dụng bù lông số 12. Rồi còn phần bên này á, riêng cái phần mà bên phải á, nó có cái con heo dầu thì anh em sẽ tháo cái con bù lông giữ nè. Cái con này thì kích thước là 8 ly. Con này thì cũng 12 ly. Đây hai con. Rồi thì cái khâu tháo thì mình hình như mình đã có làm rồi. Thì thôi mình sẽ không có quay chi tiết cái tháo cây phục nha. Bây giờ mình sẽ lướt nhanh. A few moments later. Cây phục trước sau khi tháo ra nè anh em. Xin mời anh em nhìn nha. Từ đầu trên xuống dưới. Hoàn toàn bóng loáng luôn. Sau 21.000 cây. Không có hiện tượng xì dầu gì hết. Nhưng mà cũng phải bảo dưỡng thôi. Bảo dưỡng thay thế. Đây là cái phần đầu dưới. Trong đây nó có một cái con ốc lục giác anh em thấy ha. Đấy. Bây giờ để mình thử cho anh em nghe cái tiếng thụt còn nguyên zin nó kêu như thế nào nha. Nó có kêu xịt xịt gì hay không nha. Rồi. Anh em chú ý lắng nghe nha. Đó, anh em có nghe không? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo rã cây phục này nha anh em. Thì để tháo rã thì mình nói cái quy trình như sau. Cái việc đầu tiên á, anh em sẽ nới nhẹ cái con ốc ở dưới đáy này trước. Tại vì khi mà anh em còn để nguyên cái lò xo trong đây nè thì nó sẽ ép xuống. Thì anh em mở á, nó sẽ không có bị xoay. Rồi. A few moments later. Ok, bây giờ thì cây phục mình đã gá lên cái eto nè anh em. Để mà tháo nới cái con ốc ở dưới đáy á thì anh em sẽ sử dụng một cái lục giác. Đây anh em thấy cái lục giác không? Đây là cây lục giác giác số 6. Đấy, hình như là nó có một cái lớp keo nó khá là cứng. Do đó để phá cái lớp keo đó anh em sẽ phải dùng cái búa. Anh em gõ vô để cho giống như là nó phá cái lớp keo đó thì chúng ta tháo nó mới dễ nha. Rồi bây giờ để mình gõ cho anh em coi. Rồi anh em cứ coi thông thả, tại vì mấy cái này thì mình làm theo menu á thì nó mất thời gian. Rồi để mình tháo ra nha. Rồi nới nhẹ ra thôi nha anh em, mình chỉ nới nhẹ thôi. Để anh em mà ấy nó nới luôn á là nó sẽ bị xì nhớt. Mình chỉ nới hờ thôi.
Rồi sau khi nới xong thì mình sẽ tháo ở cái phần phần đầu ra. Anh em tiếp tục xem. A few moments later. Để tháo cái nắp thì anh em sẽ cần một cái gì đó dẹp dẹp, anh em sẽ luồn vô. Chẳng hạn như ở đây mình có một cái tô vít dẹp nè anh em. Đó, mình sẽ luồn vô ha. Để mình cậy nó lên. Anh em đừng có sợ trầy, tại vì cái này phần trên nhiều khi nó trầy cũng không sao đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cẩn thận để cho nó đẹp thẩm mỹ. Khi mà tháo ra anh em sẽ thấy nó như thế này. Đây, anh em thấy không? Nó cấu tạo bằng một cái phe gài ở trong đây. Vì vậy anh em sẽ hơi cực một chút xíu. Khác so với Raider hoặc là những cái dòng FZ, thì cái phần đỉnh của cái phuộc á, thì những cái dòng xe đó sử dụng cái con tán, cho nên rất là khỏe. Đối với cái này á, nếu muốn tháo được thì anh em sẽ phải dùng lực. Anh em sẽ sử dụng một cái cây gì đó, anh em nhấn xuống, nhấn xuống để cho cái phần cái ghế này nè, cái ghế chặn lò xo á, nó sẽ phải lún xuống thì anh em mới tháo được phe. Rất là mất sức luôn. Là cái cảo này mình mua trên mạng giá cũng rẻ rồi à. Tuy nhiên lúc mà mua về nó chỉ có bắt vô là bằng một cái con ốc này thôi, rất là hiếu. Do đó mình đã phải gia cố bằng cách mình khoan thêm và mình ta rô lại để cho nó có thêm những cái điểm chịu lực để nó không có bị tuột anh em. Đó, cái phần này nó bị hư luôn rồi nè, nó bị tu ren luôn. Còn một cái nữa rất là dễ thì anh em là đi ra ngoài tiệm cơ khí á, tiệm điện sắt á, mua cái cảo bự giống này nè. Đó, rồi sau đó anh em sẽ khoan đi, cắt cái này đi, cắt cái phần đầu này nè. Rồi nó hơi mờ, đó cắt phần đầu này và anh em khoan lỗ, bắt một cái củ dê vô. Thì cái nguyên lý á, là chúng ta sẽ trồng nó vô như thế này nè anh em. Đó, rồi xiết cái củ dê lại, bắt củ dê cái anh em xoáy cái này xuống nè. Rồi chẳng hạn như vậy đi, thì cái ấy dày nó sẽ ép xuống, rất là rẻ tiền, đơn giản, mua ở đâu cũng có. Đây là lần đầu tiên mình bảo dưỡng cây phuộc, lần đầu tiên luôn anh em. Do đó là sẽ có những cái sai sót, thì anh em thấy có chỗ nào mà sai sót anh em vui lòng góp ý để cho mình hoàn thiện thêm nha. Đây, những cái này mình làm á là tự mình nghiên cứu trên cái cơ sở của service manual. Mình không có service manual đâu. Đó, mình ứng dụng những cái dòng khác để mình áp dụng vô cho nó. Rồi sau khi mà siết đủ chặt rồi nè, thì chúng ta sẽ siết phần trên xuống. Đây, cái phần này. Đây, anh em thấy chưa? Thấy cái phe chưa? Stopper ring nằm ở trong á. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì đó chúng ta nảy ra. Dao. Mình sẽ bẫy ra cho anh em xem nha. Rồi, em thấy chưa? Đây nè, stopper ring, tháo nó ra. Đấy, nhẹ nhàng ha. Thì cái phương pháp này đỡ mất sức anh em. Có nhiều cái clip trên mạng á làm bằng phương pháp đè né thấy cực hình lắm. Mấy hai ba người cùng nhau khửi nại rồi, rất là cực khổ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nới cái này ra. Cái phần cái ghế chặn lò xo nó sẽ bung lên. Đấy, nó lên rồi đó. Rồi tháo ra anh em cẩn thận là bị tuột nha, chúng ta phải giữ nè. À anh em nhìn nè, đây cái phần này là cái đế chặn giữ lò xo, nó sẽ quay xuống như thế này anh em ha. Ở trong đây nó có một cái con lông đền cao su nữa nè, màu đen anh em thấy ha. Đây nó có một cái ống chỉ nữa đó, ống chỉ này hai đầu bằng nhau, có một cái lông đền ha, spacer. Đấy, cái này á thì cái phần mặt mà cái mặt flat á, cái mặt nhẵn thì úp xuống dưới. À, mặt flat nằm úp xuống dưới. Rồi tiếp theo là cái gì? Lò xo. Ôi. Để mình xả dầu ra anh em nha, xả dầu ra. Được rồi đó. Giữ cái lò xo đẩy lên nha nè. Đó. Đó, anh em thấy ra không? Đó, ra nè ha. Đấy. Chết mồm mờ đấy, nó ra nè.
Đó, hình như mình thấy có lớp keo rồi đó. Đấy. Rồi. Lôi nó ra. Đó, anh em thấy có một cái lớp màng, một cái lớp màng nó giống như là nhựa cao su vậy đó. Nó dẻo dẻo, nó dai dai. Thì mình nghĩ đây là một cái lớp gasket, tức là giống như một cái keo tạo ron vậy đó. Lò xo nè. Spring. Lò xo, anh em để ý cái lò xo này nó có cấu tạo một cái phần đầu dày và một cái phần đầu mỏng. Cái phần đầu dày này á, nó sẽ phải úp xuống dưới. Cái phần đầu mỏng nó sẽ quay lên trên. Và khi mà mình thực hiện đo đường kính á, thì cái đường kính mà thưa ở phía trên á lớn hơn so với cái đường kính ở phía dưới. À, radius. Rồi. Tháo ra thì có lò xo nè. Rồi, cái xi lanh. Đây, cái xi lanh nè ha. Đấy, nó tuột ra đó. Thì cái vột từ trên xuống dưới thì nó sẽ như thế này. Ở trong đây thì nó sẽ có đây, cái xi lanh nó có đầu, nó giống như là một cái bông sao rồi đó. Thì trong cái xi lanh này nó lại có thêm là một cái dòng nhựa. Đây. Dòng nhựa, đấy, dòng nhựa đệm nè. Em lưu ý ha, đừng để nó bị trầy xước nha. Tháo là được. Rồi. Rồi, một cái lò xo. Lò xo này là lò xo rebound. Đây. Lò xo rebound. Đấy. Kích thước thì nó cũng tương đồng với lại cái đầu trên của cái lò xo chính. Lò xo chịu lực. Thì hai mặt thì mình thấy là nó giống như nhau, không khác gì hết. Thấy cái xi lanh ha. Cylinder. Đấy. Rồi một lát mình sẽ vệ sinh. Nè, anh em nhìn trong đây nè. Đây, anh em thấy không? Mình rọi đèn vô nha. Nó có những cái lớp. Đây nè. Em thấy không? Keo á, keo nó lổn nhổn nhổn đây nè. Lát mình sẽ khửi cho anh em coi nha. Rồi. Và anh em đừng quên để mình tháo cái ti này ra luôn. Úp ra được cho anh em xem. Đấy. Ống phục ngoài. Cái ti đầu dưới. Ở trong đây nó có một cái con nối nữa nha. Đây nè. Một đầu nhỏ và một đầu bự. Thì nó nằm như thế này nè. Đây. Nó rất là trơn như đó, mình cầm cũng phải cẩn thận đấy. Đó, anh em úp xuống thì nó sẽ tuột ra. À, rồi. Ti trong thì anh em cố gắng là giữ cẩn thận, đừng để phần giữa bị trầy nha. Phớt nè. Và anh em lưu ý ở phần đáy nó còn một cái lông đền bằng đồng nằm dính đây, anh em phải khửi nó ra nha để vệ sinh. Rồi, tiếp theo là cái phần mà đông nhớt, coi cái nhớt zin á là nhà sản xuất họ đổ vô bao nhiêu để mình so sánh với lại cái thông số mình đã tìm hiểu được xem như thế nào nha. Ở đây mình có hai cái ống đông thì mình sẽ đông vô cho anh em xem nha. Rồi. Anh em cùng xem. Cái này á thì là 100ml. Còn cái này là thêm là khoảng 60ml nữa. Đây. 60ml. Đó. Nhưng cái cây phuộc này là cây phuộc bên chỗ con heo dầu, còn cây phuộc bên đối diện á mình đã đo rồi. Mình đo là khoảng 100ml cộng với lại 70ml. Đó, như vậy là có sự không cân xứng giữa hai bên. Thì cũng có thể là do cái lúc mình làm mà mình mở hồi nãy á, nó có một cái lượng dầu nó bị trào ra ngoài rồi. Thì cứ cho xem là khoảng tầm là 170ml nha anh em. Nhưng mình tham khảo thông số của Suzuki bên Indo á, là họ là chỉ có là 150ml thôi. Đấy, thì mình nói ra điều này để cho anh em cùng bàn luận như thế nào nha.
Thì lúc đổ chắc có lẽ mình sẽ đổ khoảng tầm 150 hoặc 160 thôi, để mình cảm nhận như thế nào. Rồi, đây anh em thấy nè, cái dầu phuộc này là khoảng tầm 21.000 cây. Thì lúc này là nó đen thùi lùi một màu rồi, một màu rất là đen, ánh sáng không thể nào mà lọt qua được. Đấy, và cái mùi của nó cũng khá là hôi nha anh em. Đấy, rồi tiếp theo là tới cái phần tháo cái phớt trắng bụi nè anh em. Thì sẽ có hai cách. Cái cách mà đơn giản mà không có sợ bị hư cái phần phớt này, nếu như anh em muốn tái sử dụng á, thì anh em có cách là sử dụng cái tô vít dẹp. Anh em đút vào đây, anh em khửi nó ra ha. Tuy nhiên thì nó sẽ làm trầy cái mép này. Rồi, cái cách đó thì nó sẽ bị trầy cái mép, nhưng mà nó bảo vệ được cái phớt này nếu muốn tái sử dụng. Còn cái cách mà không muốn bị trầy thì anh em sẽ sử dụng một cái bẫy bự vậy nè. Đó, anh em đưa vô đây, thì trong đây á nó sẽ có một cái thất rãnh, anh em thấy ha. Đây, cái thất rãnh giữa này nè, đó là cái chỗ đó, chỗ hở đó, anh em đút vô đó và anh em bẫy lên, anh em cùng nhìn. Đấy, nhẹ nhàng ha. Rồi, phớt trắng bụi được tháo ra. Tiếp theo là mình sẽ tháo cái phe. Trong đây nó có một cái phe nữa. Cái phe thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì đó nhọn nhọn, chúng ta sẽ bẫy nó ra, cười nó ra. Đây, đây, đơn giản nhẹ nhàng thôi, không có gì phải khó. Đấy, nhẹ nhàng ha. Rồi, tới cái phớt chặn dầu. Rồi, cái phớt chặn dầu thì nó hơi cực hơn chút xíu, tại vì nó nằm cứng á, thì chúng ta cũng sẽ bẫy nó lên. Phớt chặn dầu đã được lấy, anh em cùng xem sơ qua tình trạng. Đấy, có sự khác biệt gì về mặt của phớt cặn dầu hay không? Xin thưa là có anh em nha. Anh em thấy cái mặt mà nó có những cái dấu, những cái chữ nè, thì nó sẽ hướng lên trên. Còn cái mặt mà không có những cái chữ á, thì nó sẽ quay xuống dưới. Thường thì cái phớt cặn dầu này lúc tháo rất là khó khăn, và khả năng là nó sẽ bị dập những cái phần mép này nè. Do đó tốt nhất là anh em nên thay thế cái mới khi mà anh em tháo này ra nha. Ok, rồi phớt cặn dầu. Rồi, trong đây có một cái lông đền nữa. Đây, cái phần mặt phẳng thì quay lên trên, flat quay lên trên. Đây, còn cái phần bầu á, phần curve á, thì nó quay xuống dưới. Down, flat thì up, curve thì down. Ok, trong đây mình thấy có một cái lớp này nó khá là trơn. Còn dưới nó thì là không có kim loại rồi, nó nhám lắm, nó sần lắm. Còn cái phần này là trơn ha. Đây là con lồng đền bằng đồng nha anh em. Tốt nhất thì anh em thay thế nó khi mà anh em tháo ra, còn không có anh em tái sử dụng cũng được. Bây giờ ngoài trời mưa bắt đầu lớn quá anh em, chắc mình phải tạm dừng để chiều ngày mai mình làm tiếp quá. Tại vì bây giờ nếu mà cố gắng làm á, mưa nó sẽ tạt vô thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hệ thống ống phuộc này, nó sẽ gây rỉ sét rồi này nọ. Thôi thì tạm dừng ở đây nha. Rồi, hẹn anh em ngày mai. A few moments later. Khi mà vệ sinh chi tiết á, thì mình sẽ giới thiệu với anh em là một số cái quy trình và những cái dung dịch mình sẽ sử dụng để vệ sinh. Thì thứ nhất là cái khay, một cái chậu này thì mình sẽ dùng để chứa cái dầu hôi để mình vệ sinh nhớt. Còn cái này là cái một cái dung dịch bí ẩn. Thực ra mình nói luôn, đây là cái dung dịch aceton để mình tẩy những cái chất keo á anh em. Rồi, sau khi mà xử lý xong thì những cái phần thô á, mình sẽ tiếp tục mình để qua khay này, để một lát nữa mình sẽ xử lý bước cuối cùng với lại cái dung dịch tẩy dầu mỡ chuyên dụng. Đây, tẩy dầu mỡ chuyên dụng để cho nó sạch tất cả những cái dung môi hóa chất. Rồi, và cái cuối cùng thì mình sẽ để những cái chi tiết mà mới hoàn thiện, mình sẽ để vô đây. Đó, thì cái quy trình là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nha anh em.
Rồi thì mình sẽ cố gắng mình vừa làm vừa nói. Đây là cái ống phục ngoài. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng dầu hơi để mình xịt vô. Tất cả những việc này á thì mình sẽ chia sẻ với anh em, mình không có giấu một cái gì cả. Thì anh em cũng coi trên mạng á, cũng có nhiều người làm vệ sinh đồ này nọ nhưng mà hầu như họ không có nói là sử dụng những cái gì. Thì đối với kênh của mình là chia sẻ tất cả những gì mình biết cho anh em có cục đam mê. Đấy, đây là dầu hôi nha. Thì dầu hôi này thì công dụng của nó là sẽ giúp là tẩy tất cả những cái phần mà chất bẩn ở trong đây. Rồi đây cái cọ anh em, sử dụng cọ để tẩy sơn nha. Đấy, đó, anh em thấy nó sáng hơn rồi ha, nó sạch hơn xíu rồi đó. Rồi, nói chung thì đây là một cái công việc khá là thú vị anh em. Niềm đam mê chơi xe là phải biết tự bảo dưỡng xe này nọ. Đó, là tất cả. Dầu hôi thì anh em cứ vô tư anh em sử dụng nha, không có sợ đối với những cái chi tiết sắt này đâu. Đây là những cái cuộn khăn chuyên dụng anh em. Do vừa làm, tập trung làm vừa nói, do đó thì có những cái gì sai sót thì mong anh em bỏ qua. Rồi, bên trong nó cũng còn khá vô nè em. Thì mình sẽ sử dụng cái khăn sạch mình bỏ ở đây và mình vệ sinh. Giờ làm sao lấy ra? Tới đây thì mình sẽ sử dụng súng thổi hơi, bắn nó ra, xịt nó ra. Này anh em nhìn nha. Đấy, văng ra đó. Nè, đang thu lùi nha. Ok, tương đối sạch rồi đó. Xịt tiếp lần nữa cho trôi. Thank you.
Rồi, hồi nãy anh em đã thấy video tour mình vệ sinh sơ đó. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh lại tất cả những cái chi tiết này với lại cái dung dịch brake park cleaner để tẩy những cái dầu hôi rồi những cái acetone nha anh em, cho nó sạch toàn bộ luôn. Đây. Đây là cái ống phuộc nè. Đấy, anh em thấy sạch ha. Rồi, ở ngoài cái tiệm không có kỹ như thế này đâu anh em. Tốt nhất là mà đeo găng tay vô nha anh em. Tại vì giờ mình tranh thủ làm lẹ để chở cả nhà đi ăn trưa á. Tại hôm nay cuối tuần mấy đứa cháu đồ lên chơi, tranh thủ. Đấy. Xịt sơ cho nó sạch anh em ha. Tẩy tất cả những cái dầu mỡ. Đó, đảm bảo là không còn dầu nhớt gì trong đây, không còn dầu cũ, cũng không còn dầu hôi gì hết. Thì như vậy nó hoạt động mới hoàn hảo. Thì sau khi mà vệ sinh tổng thể xong rồi thì mình sẽ để qua cái khay sạch. Rồi. Sẵn mình nói với anh em một cái vấn đề lưu ý nữa là trên cái xe này á, cái phần mà cái con tán mà cố định á, đó, chẳng hạn như cái này nè, thì qua một cái quá trình mình khảo sát á, mình nghiên cứu thì mình thấy á, là họ sử dụng một cái lớp keo dán ron, mình nghĩ là một cái lớp keo dán ron thì nó dai dai, nó màu trong, nó giống như là silicon vậy anh em. Và muốn vệ sinh nó sạch á thì không thể nào mà dùng dầu hôi được, mà phải sử dụng một cái là gọi là acetone nha anh em. Dùng acetone thì hồi nãy mình đã ngấm vô đây nè, thì nó sẽ tự rã ra từ từ đó. Và anh em cần phải lưu ý, acetone thì nó cũng khá là nguy hiểm cho da của chúng ta đó. Khi mà tiếp xúc với acetone thì nó sẽ gây là bị bỏng rát da, như vậy anh em phải đeo găng tay và cẩn thận là bị tránh là bị văng bắn vô mắt nha. Đấy, những cái chi tiết như thế đó, dính keo dán ron thì mình sẽ vệ sinh với acetone. Đây, chẳng hạn như con bù lông này dính keo nè, rồi cái cây xi lanh này cũng dính keo nè, rồi kể cả những cái con lông đền nó cũng có dính keo luôn, và cái con đệm này cũng có dính keo, thì mình đã vệ sinh với acetone. Thì sau khi vệ sinh rồi thì mình cũng xịt lại với lại cái dung dịch tẩy này cho nó sạch tất cả những cái dung môi. Đấy, rồi sạch rồi thì mình bể qua đây. Rồi, một cái điểm lưu ý nữa anh em là tất cả những cái phốt cao su hay nhựa thì mình sẽ không vệ sinh bằng acetone hay là dầu hôi, tại vì nó sẽ gây là giãn nở và mất cái tính chất đàn hồi của những cái con này. Do đó thì mình chỉ vệ sinh bằng cái dung dịch này thôi, cho nó sạch là ổn rồi nha. Và khi sạch xong mình sẽ dưỡng lại với lại cái mỡ silicone để nó đảm bảo cái tính năng của nó. Rồi, còn lại là cái này là cây xi lanh nè. Đó, mình cũng phải vệ sinh cho nó sạch lại. Đấy. Mình bảo đảm với anh em là ở ngoài không có ai mà làm như thế này đâu. Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là tốn tiền. Đó. Không có ai rảnh rỗi làm mấy chuyện này, chỉ có ở nhà làm đam mê thì mới làm mấy cái vụ này thôi. Và đây là những cái con phe cài nè anh em. Đấy. Đây là cái ống chỉ của cây phuộc á. Đó, mình vệ sinh cho nó sạch. Đây là cái lò xo anh em thấy ha. Một cái đầu thưa và một cái đầu ngắn. Đó, mình đã vệ sinh sạch sẽ cái dầu mỡ cũ nè. Cầm lên tay nó không có bị dính dầu mỡ gì anh em thấy ha, sạch cực kỳ sạch luôn. Rồi, bây giờ việc còn lại là mình sẽ tẩy những cái dầu hôi. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like và chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết nha. Thì mình thì hoạt động trong cái hội ADV với lại hội Suzuki Bandit á, mình rất là thích hai cái hội này. Anh em nào có cùng đam mê thì có thể tham gia. Rồi. Lò xo. Đây. Những cái con lông đền bằng kim loại bằng thép. Đây, cũng phải xin luôn. Rồi. Đây là lò xo rebound. Đấy. Tranh thủ làm bẻ để đi ăn cơm nữa nè. Đây là cây ti khi mà anh em làm á, chú ý là đừng để bị trầy cái phần giữa nha. Trầy phần giữa thì bị trầy xuống thì khả năng là gây bị xì nhớt, xì phốt rồi đó. Đó, hạn chế nha, cẩn thận là bị tuột, tại vì nó rất là trơn luôn. Đấy, xịt cho nó trôi tất cả những chất bẩn. Đấy,
cực kỳ sạch luôn, rất là trơn luôn anh em. Trơn chứng tỏ là tốt đó. Còn nếu mà nó rít rít mà nó nhám sần sần là coi chừng là bị xước rồi đó. Đấy, rồi khi mà tương đối sạch rồi thì tốt nhất là nên dùng khăn. Đây, những cái khăn xài một lần như thế này nè, chúng ta chùi cho nó sạch. Và khi chùi cũng nhẹ nhàng anh em nha. Đây, vuốt từ trên xuống, nhẹ nhàng thôi, đừng có bạo lực quá thì nó sẽ gây xước. Đó, sạch đẹp luôn nè. Rồi, phần trên này nữa. Đấy, rồi chùi một lần nữa. Đó, bóng loáng sạch đẹp, anh em nhìn nè. Đó, sạch đẹp ha, không có hiện tượng là bị trầy xước gì hết, tuyệt vời luôn. Rồi sau đó thì anh em sẽ sử dụng cái khăn sạch, anh em quấn bọc nó đi để cho nó tránh, thì tránh bị trầy xước buộc nha. Nhất là phần dưới với phần giữa anh em cố gắng là bảo quản cho thật là tốt. Rồi thôi, mình giờ tạm dừng ở đây, mình gói ghém lại để mình đi ăn trưa, chiều mình làm tiếp nha anh em. Xin chào. A few moments later. Em thì sau khi mà vệ sinh tất cả xong á thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp. Trước tiên thì mình sẽ lắp ráp cái phần những cái phớt này trước nha anh em. Đây cho anh em coi những cái phớt này. Đây, gồm có phớt chặn bụi nè. Đấy, phớt chặn bụi nha. Nè anh em coi cái mã số đồ hang. Đấy. Còn cái này là giấy ship hay cái gì đó. Thì cái này mình mua ở Suzuki Phổ An. Còn đây là phớt chặn dầu. Đó, thì cái phớt chặn bụi với phớt chặn dầu thì cái giá trung bình là khoảng từ 4-5 mấy ngàn thôi. Nó cũng không có quá mắc thì thôi. Đã thay nhớt thì thay luôn cái này cho nó mới mẻ, cho nó chắc chú đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tháo ra cho anh em coi luôn. Đây, phớt chặn bụi nè. Đấy. Chịt trời bây giờ ở ngoài nó chuyển mưa rồi nên hơi tối, anh em thông cảm nha. Rồi, phớt chặn bụi. Đây là phớt chặn dầu. Video rồi khá là dài luôn anh em. Anh em mà chịu khó coi. Để anh em nào mà thích làm tự làm ở nhà, làm cho nó đúng. Đấy, đây là phớt chặn dầu. À anh em để ý nha. Đây, cái mặt này có chữ này nha. Em thấy chữ không? Đó. Ở đây nữa nè. Đây, có cái chữ số gì đây nè. Nha. Đấy. Thì cái hướng lắp như thế nào thì mình sẽ nhắc lại, cái phần có chữ thì nó sẽ quay lên trên và cái phần không chữ thì sẽ quay xuống dưới. Đó là đối với cái phớt chặn dầu. Rồi, trước khi lắp thì mình phải bôi trơn nó một chút xíu với lại cái mỡ silicon. Tại vì những cái chi tiết này là chi tiết nhựa cao su. Ha. À, phải bôi trơn nó đi. Đây, vết một miếng. Đấy. Điểm ăn tiền là những cái này. Đó. Anh em bôi trơn đó để cho nó tăng cái độ bền, tăng tuổi thọ. Đấy. Cái hũ mỡ đó cũng không có rẻ đâu anh em. Mắc đó. Tại nhiều khi mà anh em không bôi á, nó còn rít mà tiếp xúc với lại cái ti trong á, nó sẽ gây trầy. Rồi, bây giờ tới phần là đóng. Trước khi mà đóng á, anh em nhớ là có một cái con lông đền nha. Con lông đền này hai mặt nó tương đối nó khác nhau. Thì cái mặt phẳng á, đây, cái mặt mà nó phẳng á thì nó sẽ nằm ở phía trên, và cái phần mặt cong á thì nó sẽ quay xuống phía dưới. Đấy, mặt này nó sẽ quay xuống dưới ha. Rồi, anh em cũng bôi một chút xíu dầu phuộc. Đây, dầu phuộc nè, mình sẽ bôi trơn nó chút xíu nha. Đây. Rồi, đây, mặt phẳng á thì quay lên phía trên. Rồi, tới cái phần phốt này. Đây, anh em lưu ý, mặt có chữ
mà có chữ thì quay phía trên nha. Rồi chúng ta để vô và chúng ta đóng. Đấy, để vô ha. Rồi đóng. Đóng thì ở đây mình có một cái con đóng như thế này nè. Đấy, đóng vô thì bảo đảm nó sẽ không có bị hư cái phần phốt ở trong. Nếu như không có thì anh em có thể là dùng cái chìa, cái socket số 30. À, 30 ly. Đây nè, 30 ly, đóng nha. Và khi đóng anh em cẩn thận là vừa đóng vừa xem nó có bị vênh hay không thì chúng ta điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Như thế là ok. Rồi, mình đóng nha. Rồi mấy đứa cháu về anh em. Rồi đóng đây. Đó, vừa đóng vừa xem có bị vênh hay không. Không vênh chúng ta tiếp tục đóng. Đây, đóng tới khi nào anh em nghe tiếng đăng là ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái thước chúng ta đo, đo cái độ sâu nó bao nhiêu. Thì tiết lộ với anh em á, khi mà mình lúc mà còn zin á thì mình đo cái ở trong đây á là cái mép, cái mép trên cách với cái thành trên là khoảng tầm 8 ly. Rồi để mình đo cái này được bao nhiêu ly. Rồi khoảng tầm 9 ly mấy, gần 10 ly. Ok. Rồi mình sẽ đo những chỗ khác xem nó có đều hay chưa. Rồi sau khi mà mình đã canh cho nó đều, đóng vô đều rồi anh em, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp theo là mình gắn cái phe vô nha anh em. Bôi cho nó một chút dầu, dầu phuộc nha, đừng có bị reset á mà. Tiếp theo là cái phớt chặn bụi. Rồi đây phớt chặn bụi, đây lắp vô. Nhẹ nhàng. Đây anh em nhìn. Rồi theo thì mình sẽ thả cái con đệm này vô cái ống tiên ngoài. Thì trước khi thả thì mình cũng cho nó trơn một cái lớp dầu mỏng nha anh em. Đây. Này nhỏ vô. Tuy nhiên để hạn chế mà làm xước cái lòng ở trong á thì mình sẽ sử dụng một cái cây năm, giống như 500 vậy nè anh em. Hít vô. Hít vô thả xuống ha. Đấy. Nhẹ nhàng thôi. Thả vô rồi cái giật cho nó rớt xuống. Đấy. Đó, nằm vô đó rồi ha. Cái ti trong. Đây. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thả những cái chi tiết vào trong đây. Đưa cái lông đình nhựa vô cái xi lanh này sau khi vệ sinh nha. Rồi trước khi ấy thì mình cũng phải bôi nó một cái lớp dầu trước cái đã. Rồi bôi trên trên này luôn. Đó, chúng ta sẽ thả vô. Đấy. Đền. Rồi. Trước khi thả vô cái ti trong thì cần phải có một cái lò xo nữa. Lò xo rebound. Bôi trơn trước luôn. Bôi trơn nhẹ. Rồi. Hai mặt này giống như nhau, không có phân biệt trên dưới gì hết. Rồi thả nó vô. Rồi. Xong một cái. Xi lanh thả vô. Rồi, coi nó chưa có lọt xuống này ha, chưa vô khớp nè. Đấy, phần này thì lát nữa sẽ cố định với lại cái con bù lông. Trước khi mà lồng hai ống này vô thì mình cũng phải, anh em cũng phải cho nó một cái lớp mỏng dầu ha, để tránh là bị ma sát. Này, nhỏ này cái chúng ta dùng ngăn tay chúng ta vuốt. Đấy, vuốt, vuốt. Vuốt lên trên này, có phần giữa nữa, chỗ phần mà tiếp xúc á. Ta sẽ đưa vô cây phuộc này. Nè anh em nhìn ha.
anh em sẽ siết cái con ốc ở dưới đây. Đó, siết chỗ này nha. Thì mình xin lưu ý với anh em một số điều. Anh em đừng có quên cái con lông đền này nha. Con lông đền chặn. Và anh em nhớ là bôi thêm một số cái loại keo như sau. Thứ nhất là loại keo keo tạo ron. Keo tạo ron thì anh em sẽ dán bôi nó một ít phần dưới đây và một ít keo khóa ren trên đây. Đây là keo tạo ron, cái thành phần của nó cũng là silicone thôi. Đấy, vết một cái lớp. Nắp lại để hồi nó khô trải đều nó ra. Đấy, cái keo khóa ren Loctite nó bị rung lắc á, nó làm tụt cái con ốc này ra. Một ít mỏng thôi nha anh em. Nè, lớp mỏng thôi. Đấy, mỏng thôi. Đầu dưới, đầu sáo đưa vào. Rồi, khi mà anh em đưa vào á thì quay nó sẽ bị tuột. Do đó đầu trên chúng ta cần phải cố định cây 1/2 đầu lục giác số 10. Đấy, về thòn luôn. Khoảng tầm là 6 tấc. Đưa vô. Anh em nên sử dụng đầu 1/2, tại vì khi mà anh em đúc vào cái đầu ống xi lanh á, khả năng là nó sẽ bị dính khi mà anh em dặn siết lực. Thì đầu 1/2 này lúc anh em rút ra ngoài á thì cái đầu này sẽ không bị dính vô nha. Anh em lưu ý. Rồi, để mình làm cho anh em coi. Đồng thời giờ xem cái con ốc của nó vô chưa. Đây, con ốc nó siết vô rồi nè. Cái màu góc camera này bị che anh em ha. Đây, khi mình quay anh em nhìn cái đầu trên nó sẽ bị quay nè. Nè. Đó, thấy không? Kéo cần bị lật vô. Nè. Đó, anh em thấy quay không? Thì khi này á, chúng ta cái đầu này chúng ta sẽ giữ và chúng ta sẽ xiết cái đầu dưới bằng với cái cờ lê lực này. Còn đặt cái trường hợp anh em sử dụng cái lò xo anh em đưa vô, anh em ép vô á, thì anh em chỉ xiết được bớm một lực nào đó thôi, nhưng mà xiết đủ lực thì nó vẫn sẽ bị xoay. Do đó tối ưu thì anh em sẽ phải gắn cái cần chữ T này. Ok, xiết lực. Xiết lực bao nhiêu? Xiết lực thì mình sẽ xiết khoảng tầm là lực theo mình nghiên cứu là từ 20 đến 23 Newton mét anh em ha. Thì ở đây mình sẽ để là khoảng tầm 21 Newton mét đi. Đấy, 21 Newton mét. Ok. Đấy, khi đủ lực thì nó sẽ kêu nhảy tập tập anh em thấy ha. Rút ra. Đấy, anh em cẩn thận là nó bị dính cái đầu trong này nha. Ok. Rồi, bước tiếp theo là cái bước mà châm dầu nha anh em. Châm lượng bao nhiêu? Thì theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất á, là 150ml. 150ml nha. Nhưng thực tế mình đo trên cái xe này lúc còn zin á, thì một cây á, mình đo được là 170, một cây thì mình đo được là 160. Thì thôi bây giờ mình sẽ thử đổ với cái mức là 155ml nha anh em. Đấy, thì những cái thông số mình đưa ra để cho anh em tham khảo. Rồi, để mà đo chính xác thì mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ đông. Và khi đổ anh em nhớ là thọc cái cây này hết cỡ xuống ha. Đây anh em, 55ml nữa nha.
Rồi sau đó thì anh em sẽ nhồi cây phuộc xả e rồi ha, lên xuống rồi cho cái dầu nó chạy ha. Đây bước tiếp theo thì mình sẽ đo cái mực dầu, và để mà đo cái mức dầu á thì mình sẽ dùng cái thước thủy mình canh coi nó ngang bằng hay chưa. Ngang bằng rồi thì mình sẽ sử dụng một cái dụng cụ gọi là thước đo mực dầu nha, để mình đo thử xem là cái mực dầu nó còn được bao nhiêu. Thì cái thước này á, có khả năng là anh em gắm cái xi lanh vô á để anh em có thể là hút dầu hoặc bơm dầu thêm cho nó ngang bằng cái mức mình mong muốn. Thì ở đây thì mình đã thí nghiệm cái mức mình châm với lại 155ml thì nó đã chạm vào cái đỉnh của dầu. Em thấy không? Nó hơi nhỏ nên khó thấy. Tức là ở đây mình đo được là 205ml. Đó, 205. Thì đối với cái thông số zin xe zin á thì mình đo được cái mực của nó là 135. Tương ứng với lại là 170ml, 135 chiều cao. Còn ở đây là mình sử dụng là 155, thì cái mực level của mình lúc này là 205, thì cái đỉnh cao nhất nó nằm ở ngang đây. Đấy. Thì bây giờ nói chung đây là cái việc thử nghiệm, để mình thử nghiệm xem là mình đổ theo cái thông số dung tích nhớt của cái khuyến cáo để xem nó như thế nào. Thì mực này như đây thì cái việc đổ bao nhiêu thì tùy anh em ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ráp những phần còn lại ta cái lò xo. Đây cái lò xo anh em nha, anh em lưu ý cái phần đầu dày á và nhỏ anh em sẽ đưa xuống dưới trước, phần đầu bự và thưa thì nó phải nằm ở phía trên. Đấy, chúng ta sẽ đưa vào. Rồi, và nó nằm ngay đây. Tiếp theo đưa con lọc đền, nó sẽ có hai cái mặt phẳng á thì nó sẽ phải hạ xuống đấy để nó tiếp xúc với phần lò xo. Rồi anh em đẩy nó lên, đẩy cái tì lên nha. Đấy rồi, đây cũng chỉ đưa vô, hơi gió chút xíu nha anh em. Này anh em nhìn nha, nhớ cái con o-ring là anh em phải đưa vô nha, o-ring cao su nè. Rồi anh em để đến đây. Khi này á, làm sao để chúng ta gài cái phe vô thì lúc này anh em sẽ phải dùng cái cảo anh em ép mới được nha. Rồi tiếp tục phải chỉnh góc camera nữa. Rồi chúng ta sẽ siết lại nhất là mục tiêu của áp. Rồi rồi mình sẽ siết lại cố định nha anh em. Rồi em thấy rõ chưa, lại mờ nữa. Rồi ép ở trên xuống, em thấy nó đi xuống không? Cái phương pháp này nó làm nó khỏe, nó không có bị mất sức anh em ha, cực kỳ nhàn. Tại vì có nhiều người làm bằng cách là họ tới 2-3 người làm, một người thì ép cái phần cái ghế này xuống đó, thắng cái lực lò xo rất là cực khổ. Còn cái này thì mình là dùng cảo. Đấy mình thấy rồi nè, thấy chưa, cho miếng xuống miếng nữa đi. Rồi tới đây được rồi, cái phe đây, cái phe này nè, đó đưa vô nha. Rồi chúng ta lấy cây vít, chúng ta đẩy nó xuống. Rồi con nó hết ngàm hết rồi ha, đều hết rồi chúng ta sẽ xả ra. Đấy cực kỳ nha, xả hai con này nữa. Đấy sắp xong rồi. Rồi việc còn lại chúng ta chỉ cần gắn nắp chụp vô. Đấy rồi mong chui.
vô cho sạch sẽ. Nên bây giờ thử thôi. Ok anh em, như vậy cơ bản là cái cây phục mình đã làm xong rồi. Đấy. Bây giờ chỉ còn có việc là thử xem cây phục này, cái tiếng kêu của nó như thế nào, nó có giảm hơn so với ban đầu hay không. Thì ban đầu nó kêu tiếng xịt xịt rất là lớn. Bây giờ để mình nhúng lại cho anh em xem nha. Đây. Hả? Anh em có nghe được tiếng gì hay không? Thì mình ở ngoài mình cảm nhận là nó có một cái giống như là nó truyền qua cái đôi tai khi mình nép á, giống như là nó có cái tiếng động nhỏ thôi, nhưng mà thực tế nghe thì cái tiếng xịt xịt nghe nó không có rõ, nó mờ nhạt luôn. Rồi bây giờ cái việc còn lại là chỉ có việc là ráp vô xe thôi. Rồi như vậy cái video chia sẻ với anh em cách tự bảo dưỡng phuộc tại nhà đến đây đã kết thúc. Thì qua video này mình muốn gửi gắm anh em một số lưu ý. Đó là khi chúng ta tự làm á thì bắt buộc chúng ta phải có một cơ số dụng cụ, để nhiều khi làm cái bị thiếu dụng cụ nó rất là dễ bị ức chế. Cái thứ hai thì qua video này mình mới phát hiện ra một điều rằng là giữa hai cây phuộc bên trái và bên phải xe Suzuki Việt Nam nó có một cái sự bất tương xứng về cái thể tích nhớt giữa hai bên. Thì sau khi mình đã đổ 155 đều hai bên thì bây giờ mình đi xe nó rất là êm và không còn hiện tượng là bị lắc đảo tay lái phía trước nữa. Hy vọng anh em thấy video này hay hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ giúp Live Spy nha. Xin chào.